Có trên 35.100 nhân viên thư viện trong tổng số khoảng 150.000 viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học. Đây là con số được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Và ngoài nhiệm vụ chính thì số nhân viên trường học này còn phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thế nhưng mức lương lại rất thấp mà không có phụ cấp ưu đãi nghề 25%. Đây là một trong số những nguyên nhân khiến cho đội ngũ này không muốn gắn bó với nghề. Năm 2010, chị Mẫn trúng tuyển làm nhân viên trường học với mức lương hơn 3 triệu. Sau 11 năm công tác, mức lương của chị được 5 triệu 300 nghìn đồng. Điều đáng nói, cùng làm trong ngành giáo dục, nhưng cô không hề được hưởng phụ cấp nào ngoài lương. Đây là một trong những bất cập khiến cho cô và các nhân viên khác băn khoăn. Khối lượng công việc cũng nhiều ạ, làm bên thư viện lại kiêm thêm bên thiết bị nữa. Với mức lương này thì cũng hơi thấp. 11 năm công tác được 5 triệu 3 thì cũng cảm thấy là chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày. Tôi cũng rất là mong muốn là các cấp chính quyền là xem xét và cho chúng tôi là được hưởng thêm phụ cấp như giáo viên hiện nay ạ. Vào làm nhân viên thư viện năm 2019, chị Nhung có mức lương 4 triệu 700 nghìn đồng, cộng thêm 0,2 phụ cấp độc hại nghề là 300 nghìn đồng, nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Theo chị, với mức lương thấp như hiện tại mà không có phụ cấp công vụ sẽ rất thiệt thòi với chị và bao nhân viên trường học khác. So với lại những bạn đồng nghiệp của tôi cùng vào với ngành giáo dục và các bạn đang đảm nhiệm với viên chức là giáo viên thì mức lương của tôi ít hơn rất nhiều so với các bạn. Tại vì là các bạn giáo viên thì vào cùng nhưng các bạn lại có được hưởng cái phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên. Nhân viên thư viện thì cũng mong muốn là được quan tâm, được hưởng những cái phụ cấp ưu đãi giống như phụ cấp ưu đãi nghề hoặc phụ cấp thâm niên để cho đồng lương tăng lên đảm bảo cuộc sống và để cho chúng tôi có thể yên tâm công tác. Hiện nay các nhân viên trong trường học thì đang được thực hiện cái việc xếp lương theo đúng cái thang bảng lương quy định tại nghị định 204 của chính phủ, và qua khảo sát thì chúng tôi thấy rằng là cái thu nhập của họ là khá là thấp so với các giáo viên trong trường và so với mặt bằng chung của các cái cán bộ công chức viên chức khác, và chính vì cái thu nhập thấp như vậy nên là cũng có cái ảnh hưởng đến cái tâm tư, cái tư tưởng của họ trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng thu nhập của nhân viên trường học bao gồm cả các loại phí đóng bảo hiểm, có thời gian công tác dưới 15 năm dao động từ 3,6 triệu đến 7 triệu đồng một tháng. Hiện các trường phổ thông đang thực hiện định mức số lượng người làm việc là nhân viên trường học ít hơn số vị trí việc làm trong nhà trường. Do đó, khối lượng công việc rất lớn vì nhân viên trường học phải kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác.